Tớ xin cậu, cậu hãy quên anh ấy đi. Cậu hãy coi như là anh ấy chưa từng trở về. Bên cạnh cậu có My, có anh Khang, còn tớ, tớ chẳng có ai cả. Một người chồng nói nhường là nhường được. Cậu và anh ấy xa nhau cũng lâu rồi, tình cảm cũng đã phai nhạt. Với anh Cường bây giờ cậu chẳng là gì cả. Tôi xin cậu, cậu có thể quên anh ấy đi được không? Tớ nói cho cậu biết, nếu như cậu cứ bắt anh Cường nhớ lại, anh ấy bị kích động tâm lý quá lớn, bị chuyển thần kinh, thì là do lỗi của cậu. Hà ơi, tớ xin cậu, bây giờ anh Cường không thể nhớ cậu là ai hết. Cậu hãy để anh ấy lại cho tớ chăm sóc được không? Hà ơi, cậu là bạn tốt nhất của tớ mà. Tớ xin cậu đấy. Em vẫn chưa xong việc à? Vâng ạ. Ngoài ra đang có một phim tình cảm hay lắm, anh thấy rất nhiều người khen, mà anh lại có hai vé ở đây. Hay là sao thế? Mẹ chồng em lại làm khó em à? Anh Cường chồng em trở về rồi. Vậy à? Chúc mừng em. Nhưng hiện tại anh ấy đang là chồng của anh. Sao lại có chuyện như thế? Anh ấy không nhớ em là ai cả. Khi anh ấy về thành phố, anh ấy đã gặp Oanh. Và Oanh nói họ là vợ chồng, nên họ đã chung sống với nhau. Anh có quen rất nhiều bác sĩ khoa thần kinh, chắc chắn sẽ giúp được em. Không được. Nếu bây giờ bắt anh ấy phải nhớ ra, anh ấy sẽ đau đầu, muốn đập đầu vào tường. Nhưng em đã chờ 7 năm rồi, em không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được. Đi, đi với anh.